Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, số liệu từ cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành lợi thế sít sao từ phiếu bầu sớm ở các bang chiến địa trước đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris. Tờ The Hill dẫn số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Trường Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Harris Poll công bố hôm 14 tháng 10 cho thấy có đến 48,2% cử tri bỏ phiếu sớm ở các bang chiến địa cho biết họ đã lựa chọn ông Trump. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là dao động từ 46,2 đến 47%. Có 5 đến 5,5% cử tri ở các bang chiến địa cho rằng họ hiện chưa chắc chắn liệu nên bỏ phiếu cho ai. Chuyên gia Mark Penn, đồng giám đốc tổ chức cuộc thăm dò, nói với tờ The Hill, chiến lược của ông Trump tại những bang chiến địa đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, số liệu khảo sát từ các cử tri bỏ phiếu sớm tính trên toàn nước Mỹ lại cho thấy bà Harris đang bỏ xa ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 51% và 43%. Được biết, cuộc thăm dò trên được Harvard CAPS Harris thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, với 3.145 cử tri đã bỏ phiếu sớm tham gia, trong số đó có gần 900 cử tri tới từ các bang chiến địa. Trong khi đó, theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 14 tháng 10, ông Trump cho rằng, điều rất quan trọng lúc này là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói, những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó Tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt đi và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS News và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe. Bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì mà ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi. Ông hiện là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, thời điểm mà ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris lên thay thế. Các nhà cái Mỹ đánh giá cơ hội thắng cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cao hơn đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris. Cổng thông tin tổng hợp tỷ lệ cá cược bầu cử đưa tin. Chiến thắng của ông Trump được dự đoán với xác suất trung bình là 53%. Đối với bà Harris, con số này là khoảng 46%. Nhìn chung, tất cả các trang cá cược đều dự báo cho ông Trump chiến thắng sít sao. Bước ngoặt nghiêng về Đảng Cộng hòa đến cách đây một tuần, khi các nhà cái đang nói về cơ hội chiến thắng ngang nhau. Đến cuối tuần, sự khác biệt giữa các ứng cử viên đã tăng lên khoảng 7 điểm phần trăm. Theo ước tính tương tự, các cuộc thăm dò ý kiến dự đoán chiến thắng dành cho Harris. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn Đảng Cộng hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Trước đó, Anna, một thầy bói đến từ khu vực Brighton Beach, New York, đã dự đoán với RIA Novosti về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Nhưng lưu ý rằng, rất nhiều người sẽ không hài lòng với kết quả của bà Kamala Harris. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris ngày 12 tháng 10 năm 2024 đã cáo buộc ông Donald Trump che giấu thông tin về sức khỏe bản thân. Kể từ tháng 9 năm 2023, cựu Tổng thống Trump không công bố hồ sơ sức khỏe, cho dù đã hứa minh bạch thông tin. Phát biểu trước khi khởi hành chuyến đi đến bang chiến trường Bắc Carolina, nơi vừa bị bão Helene tàn phá, bà Harris nhấn mạnh, rõ ràng với tôi, ông ấy và nhóm của ông ấy không muốn người dân Mỹ biết được liệu ông ấy có thực sự đủ khả năng để làm Tổng thống Mỹ hay không. Ứng cử viên Harris nhận định, ông Trump không đủ sức khỏe để lãnh đạo.
Trái ngược với ông Trump, thông tin về chi tiết sức khỏe của ứng cử viên Harris đã được Nhà Trắng công bố. Báo cáo kết luận của bà Harris, 59 tuổi, có sức đề kháng về thể chất và tinh thần cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống. Đồng thời, bà đang trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời. Chính phủ Mỹ hiện tại có thể bắt đầu một cuộc xung đột thế giới thứ ba trong vài tháng nữa. Ý kiến này được ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump bày tỏ khi phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California, được phát biểu trên kênh YouTube RSBN. Ông Trump nói, về cơ bản tôi lo lắng về 3 tháng rưỡi đến 4 tháng tới. Chúng ta sẽ thấy mình đang trong một cuộc xung đột thế giới vì những người mà chúng ta có, chính phủ Mỹ. Ông Trump trước đó đã tuyên bố rằng đối thủ tranh cử của ông là bà Kamala Harris sẽ không thể ngăn chặn được một xung đột thế giới thứ ba. Đồng thời nếu bà này thắng, Mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột quân sự với Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn Đảng Cộng hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Trong một diễn biến khác, nghị sĩ kiêm người đứng đầu Đảng Đức Sarah Wagenknecht, Union for Reason and Justice, SUV, Sarah Wagenknecht cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Funker rằng sự tham gia ngày càng gia tăng của các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của bà Harris bao gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo ra nhiều chương trình học nghề hơn cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi. Cụ thể, nếu trở thành Tổng thống, bà Harris sẽ phân phối 1 triệu khoản vay trị giá lên tới 20.000 đô la Mỹ nhằm xóa nợ cho các doanh nhân da màu, cũng như những người khác có ý tưởng kinh doanh khả thi. Các khoản vay này sẽ được cung cấp thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương và các ngân hàng với cam kết phục vụ cộng đồng của mình. Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris đặt mục tiêu cung cấp các ưu đãi của liên bang nhằm khuyến khích nhiều nam giới người Mỹ gốc Phi tham gia đào tạo để trở thành giáo viên. Theo số liệu thống kê cho thấy, nam giới da màu chỉ chiếm khoảng 1% số giáo viên trường công trong năm học 2020-2021 tại Mỹ. Bà Harris có kế hoạch mở rộng các chương trình liên bang hiện có nhằm xóa nợ cho các khoản vay giáo dục, từ đó khuyến khích thêm nhiều nam giới da màu tham gia vào nghề giáo viên hơn nữa. Bên cạnh đó, bà cũng muốn tạo thêm nhiều chương trình học nghề và cơ hội cấp chứng chỉ trong cộng đồng này. Để thu hút thêm các cử tri nam, các cố vấn của Phó Tổng thống cho rằng bà cần phải thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn với một khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, vốn đã trở nên phổ biến trong cộng đồng da màu. Về y tế, bà Harris cũng cam kết sẽ tạo ra một sáng kiến quốc gia để tài trợ tốt hơn cho các nỗ lực phát hiện, nghiên cứu và chống lại các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng không cân xứng đến nam giới da màu, chẳng hạn như bệnh hồng cầu hình liềm, tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt và các thách thức về sức khỏe tâm thần. Bà Harris đã công bố kế hoạch trước khi diễn ra cuộc vận động tranh cử của bà tại thành phố Erie, bang Pennsylvania, nơi bà sẽ xuất hiện cùng với thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Fetterman. Theo đó, nhóm vận động tranh cử của bà Harris sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại các bang chính trường quan trọng, có sự tham gia của những người nổi tiếng là nam giới gốc Phi. Nhóm này cho biết họ cũng có kế hoạch chạy các quảng cáo tại các bang này với sự góp giọng của những người đàn ông da màu địa phương. Ông Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử và cũng là một cựu nghị sĩ da màu cho biết bà Harris muốn xây dựng một nền kinh tế nơi những người đàn ông da màu có cơ hội để phát triển, có khả năng mua nhà, chu cấp cho gia đình, khởi nghiệp và tạo dựng sự giàu có. Kế hoạch trên được đưa ra vào thời điểm có nhiều lo ngại cho rằng nhiều nam giới da màu có thể sẽ không tham gia cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt khi cựu Tổng thống Barack Obama cho biết không có nhiều người đàn ông da màu hứng thú khi có một nữ tổng thống. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng của The Associated Press NORC thực hiện cho thấy khoảng 70% cử tri da màu có quan điểm tích cực về bà Harris, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng lãnh đạo của bà so với đối thủ Donald Trump về các vấn đề chính sách quan trọng như kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nhập cư. Mức độ ủng hộ bà Harris giữa cả hai giới là tương đương nhau. Về phần mình, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri da màu và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ở cả hai giới. Cụ thể, ông đã tổ chức các cuộc họp bàn tròn với các doanh nhân da màu ở các bang quan trọng.